Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Diễn viên Hoàng Anh báo tin vui, được thẩm baby biếu mẹ ruột 1.000 đô để ăn Tết. Ngày 8 tháng 12 2020, Quỳnh Như lên tiếng xác nhận ly hôn Hoàng Anh sau 3 năm gắn bó. Cô đồng thời tố chồng cũ vô trách nhiệm lợi dụng mình để sang Mỹ sinh sống. Trước cáo buộc, nam diễn viên khẳng định anh ly hôn vì ngột ngạt và với cách yêu của vợ cũ. Ồn ào ly hôn của cặp đôi càng thêm căng thẳng khi phía bạn thân Hoàng Anh và Quỳnh Như lên tiếng đấu tố lẫn nhau. Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2021, nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ lần đầu tiên lên tiếng vì sự việc trên mạng xã hội. Anh chia sẻ một loạt thói hư thật xấu của vợ cũ, cho thấy bản thân không thể tồn tại trong cuộc sống hôn nhân này nữa. Khi về chung một nhà, nam diễn viên mới té ngửa vì cách ăn nói đối nhân sự thế của Quỳnh Như. Hoàng Anh cũng tiết lộ vợ cũ ghen tuông vô cớ, trút giận lên con khi vợ chồng cãi vã, hỗn hào với người lớn, không tôn trọng chồng. Khuyết Quỳnh Như sau đó cũng đưa ra phản hồi trên sóng livestream bố đẻ của Quỳnh Như, đề nghị Hoàng Anh tôn trọng sự thật và về nhà nói chuyện với ông. Phía Quỳnh Như cũng tiết lộ Hoàng Anh ngoại tình trong thời gian chưa ly hôn, khi phát hiện vật thể nhạy cảm của anh trong nhà. Trước những thông tin bắt lời từ vợ cũ, nam diễn viên chọn cách im lặng thay vì tiếp tục đôi co. Sau tới Tết, nói rõ chuyện hôn nhân với vợ cũ, Hoàng Anh ít khi chia sẻ cảm xúc bản thân lên mạng xã hội. Thay vào đó, nam diễn viên chỉ cập nhật những thông tin liên quan tới việc bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Mới đây nhất, người tình tin đồn thắm BB đăng ảnh đời thường của Hoàng Anh. Trong ảnh, nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người. Qua chia sẻ có thể thấy Hoàng Anh dần lấy lại cân bằng cuộc sống và trở lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, khiến dân mạng chú ý hơn cả là những bình luận tương tác của Hoàng Anh và thắm BB. Phía dưới bài viết, theo đó Hoàng Anh khẳng định anh để lại bình luận chỉ nhằm mục đích tăng tương tác chứ không chọc ghẹo, để tránh bị hiểu nhầm. Nam diễn viên cũng năn nỉ thắm BB cho quay thêm chương trình vì nhớ nghề, cũng như thêm thu nhập để Tết này có quà biếu mẹ. Trước chia sẻ nửa thật nửa đùa của nam diễn viên, thắm BB lập tức tuyên bố sẽ biếu mẹ Hoàng Anh 1.000 đô để bà ăn Tết. Hành động hào phóng của thắm BB khiến cho Hoàng Anh không khỏi cảm kích, chốt đơn. Thắm BB được dân mạng biết đến qua danh xưng người tình tin đồn của Hoàng Anh hay tiểu tam phá hoại gia đình nam diễn viên. Tuy nhiên, cô lên tiếng phủ nhận và cho biết bản thân đã có chồng con đàng hoàng. Về phía nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ, anh cũng lên tiếng bênh vực thắm BB trước sự công kích, nói rõ mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp. Ít phút trước, Quỳnh Như vợ cũ Hoàng Anh tiếp tục đăng đàn thể hiện sự bức xúc khi liên tục nhận những đơn hàng lúc nửa đêm, không dừng lại ở việc ai đó đặt pizza giao đến địa chỉ nhà Quỳnh Như. Lần này họ còn làm đủ kiểu để vây đối gia đình cô. Bị lấn lướt quá đà, Quỳnh Như buộc phải có hành động mạnh tay hơn. Bà mẹ một con tuyên bố nếu người này không dừng lại sự quát quát với việc làm trái đạo đức pháp luật sẽ can thiệp buộc dừng lại. Cụ thể, Quỳnh Như viết những ngày qua mình bị quấy rối liên tục vào ban đêm vì những cuộc gọi vào những cú nhấn chuông giao pizza, sữa uống nước, đủ mọi kiểu, bạn bè vì thương nên lên tiếng, chỉ mong đối phương cản nghĩ và dừng hành động với ý thức đó lại. Tuy nhiên, sự việc ngày càng tệ hơn và họ càng lấn lướt quá đáng. Mình đã chính thức nhờ pháp luật vào cuộc và xin một lần trình hết những chứng cứ để điều xấu bị bóc trần. Xin các bạn nào nói rằng chuyện bị quấy rối bằng cuộc gọi giao pizza là việc nhỏ và nó hoài thì tự đặt vào hoàn cảnh của mình rồi mọi người sẽ cảm nhận được hết. Bản thân là mẹ đơn thân phải tất tả đi làm hơn 8 tiếng một ngày giữa con, chăm con khi về nhà, tối còn không được nghỉ ngơi vì liên tục bị quấy rầy đến tận 12 giờ đêm, thì sức nào chịu nổi. Chứ kể những người giao pizza, sửa ống nước, sửa điện cũng là người lao động vô tội. Tại sao người ghét mình lại những tâm hành hạ những người khác như thế? Nếu họ không biết điểm dừng thì pháp luật sẽ buộc họ dừng lại. Bị dân mạng nghi ngờ cùng Hoàng Anh ngấm ngầm quấy rối Quỳnh Như, thắm BB người tình tin đồn nam diễn viên lập tức lên tiếng đáp trả, không sai thì không có gì phải mất bình tĩnh, cứ làm đúng với lương tâm, nói chuyện lịch sự, làm việc chăm lo cuộc sống gia đình là những việc cần nên làm. Thắm BB đồng thời cho biết cô cũng là nạn nhân bị người khác đặt pizza quấy rối, nhưng với thắm BB việc này hết sức bình thường. Cô cho rằng Quỳnh Như đang cố làm lớn chuyện.